chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Người Nghèo Sợ Chó. Thấy gì chưa, thấy gì chưa? Trời ơi, cây cốc của bà chùm nông sản ra trái quá trời luôn mọi người ơi. Xum xê rồi. Cái bây giờ cái mình bứt cốc nha, cái lộn mình hái cốc nha, để mình trộn hải sản. Mẹ tôi mới gửi một cái thùng đồ ăn nữa. Bây giờ mời mọi người đặt hộp với tôi nha. Người ta đặt hộp siêu xe đồ hiệu, còn tôi đặt hộp đồ ăn không à. Ủa mà sao hôm nay cái thùng mà mẹ gửi toàn là trái cây không vậy ta? Không thấy con tôm con mực nào hết vậy? Không lẽ mẹ làm con quê vậy sao? Con bứt cốc để con trộn hải sản mà bây giờ toàn trái cây với lại đá không hả mẹ? Xem nữa là chết lầm mẹ rồi, dưới lớp đá này mới là một lớp tôm hùm. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, mẹ luôn là phật sống cho đời con. Trời ơi, mẹ gửi mực lên nữa. Ừ trời, có ghẹ nữa. Mấy cái này mà luộc lên ăn ít thì nó ngon, mà ăn nhiều hả thì nó đá gì đâu luôn á trời ơi. Chưa hết đâu nha, khúc này mới đã nè. Trời ơi, mọi người biết gì không? Tôm tích đó mọi người ơi. Trời ơi, mà hồi đó giờ chưa thấy con tôm tích nào mà bự vậy luôn á. Trời ơi, nó bự như cái bàn tay của tôi vậy đó mấy bầu. Đâu đâu, để ăn sống thử một con coi sao. Giỡn ơi, bây giờ mình sẽ làm đại tiệc tôm ghẹ. Mấy bé tôm ơi, chị nói thiệt là chị thương tụi em dữ lắm. Nhưng mà chị phải ăn tụi em thôi, chứ nhìn tụi em ngon quá. Chị mong ăn chị bất hiếu cho mẹ chị dữ lắm. Trời ơi, nhìn tụi em ngon gì đâu luôn á trời ơi. Chị nước miếng. Còn mấy bé ghẹ ơi, chị cũng thương tụi em y chang mấy con tôm nãy vậy đó. Chị bỏ em luộc chung với mấy con tôm tích luôn nha. Tại cái nồi của chị nó chật quá, bỏ vô luộc chung một lần cho nó tiện. Ở đây xương khối mờ nhân ảnh, nhìn tụi em trong nồi thèm quá chừng. Sau một hồi thấy trời lạnh, chị bỏ tụi em vô luộc trong nước sôi. Nó đã 9 giờ, chị chuẩn bị nhập tiệc thôi tụi em ơi. Đúng là không có gì ăn ngon bằng đồ quê hương, mà đặc biệt là từ mẹ mình gửi lên nữa. Trời ơi, tao nói nó đã gì đâu luôn á trời. Ăn. Tự nhiên tới cái khúc này đèn chá tức dễ sợ, nhưng không sao, đồ ăn ngon là bù lại tất cả. Nhìn đi, hãy nhìn đi, cái thịt của bà tôm nè, nóng hổi mà vừa ăn vừa thổi. Trời ơi, thấy đã đời ghê chưa? Đúng là cái đồ tươi ngon. Trời ơi, luộc lên ăn liền thì xuất sắc luôn. Chấm vô hòa quyện như cái nước chấm thần thánh mà bữa tôi có chỉ rồi. Ai mà muốn coi lại thì coi lại đi. Trời ơi, cắn vô cái nó dai, cái thịt nó sướng. Qua bên cái bà tôm tích này nè, mình phải cắt cái lườn ra xong mình ăn cái thịt chính giữa thôi. Còn bà nào mà muốn nhai cái vỏ luôn thì cũng được. Có cái thịt này là cái mình lột ra như vậy nè, mình lột ra. Công nhận mẹ mình mua cái bà tôm tích này bà bự dễ sợ luôn, ăn nó chất lượng gì đâu luôn á. Ăn tới đâu là nó thấm tới đó, thấm sâu vào từng cái tế bào của mình luôn. Thôi bây giờ mình qua cái món ghẹ đi. Ghẹ thì bữa giờ luộc ăn hoài rồi, nhưng mà cái con này vẫn ngon nha. Trời ơi, gạch quá trời là gạch luôn đó. Trời ơi, lấy gạch ra xây nhà được luôn đó trời. Cái thịt mà chắc nùi nuôi. Chấm vô cái nước chấm. Trời ơi, bỏ vô con bọng một cái. Đó, cho mọi người cảm nhận. Ngon quá đi.